Chào các bạn ạ, mời các bạn tham gia buổi livestream mẹ hỏi bác sĩ trả lời, chia sẻ về các vấn đề sức khỏe của em bé. Chủ đề hôm nay bác sĩ muốn chia sẻ với các bạn đó là cần chuẩn bị những gì để đưa em bé đi du lịch. Mùa hè thời điểm hiện tại là thời gian thích hợp để các gia đình tổ chức chuyến du lịch cho các thành viên trong nhà. Những gia đình có con nhỏ thì thường rất băn khoăn và lo lắng, không biết là có thể đi du lịch được không, có làm cho con bị ốm hay không, hoặc khi nào mà con của chúng ta có thể đi du lịch được. Thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay, phần đầu tiên ngắn gọn, bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn một số cái chú ý liên quan đến việc đưa con đi du lịch cùng gia đình. Thực sự là chúng ta hoàn toàn có thể đưa em bé đi du lịch cùng với gia đình được. Chúng ta lựa chọn thời điểm như thế nào hay độ tuổi nào của con. Còn nhỏ, con của chúng ta vẫn đi du lịch được, không phải đợi con lớn lên đâu. Cái thời gian sớm nhất mà bạn có thể đưa con đi du lịch thực ra là tầm khoảng vài 3 tháng tuổi, tức là khi mẹ mà phục hồi sức khỏe sau sinh. Sau sinh chúng ta có cái thời kỳ hậu sản ít nhất là 6 tuần đấy, để phục hồi hoàn toàn sức khỏe của người mẹ. Như vậy là tầm khoảng 2 tháng tuổi đổ ra, nếu sức khỏe của bạn tốt, không gặp vấn đề gì trong thời kỳ hậu sản, thì hoàn toàn có thể tổ chức những cái chuyến du lịch ngắn ngày cho gia đình được, miễn làm sao phù hợp với hoàn cảnh, với điều kiện của bạn. Chúng ta chọn nơi du lịch thì chắc chắn sẽ là chọn những cái nơi nó có không khí thoải mái, dễ chịu, thuận tiện về việc ăn uống và nghỉ ngơi. Mục đích của chúng ta là những cái chuyến gọi là xa xa nhà một chút, và là cái thời gian để các thành viên trong gia đình nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng với nhau, cùng ngồi lại trò chuyện, và trẻ con được hòa mình với thiên nhiên, được khám phá khỏi mọi thứ. Tức là không cần thiết đi những nơi quá xa hay là những cái nơi quá nổi tiếng để nó đông người và những cái dịch vụ nó không quá thuận tiện. Chúng ta thì có thể chọn những cái phạm vi, những cái vùng gần 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 với chúng ta, miễn làm sao để nó có không gian rộng, nó thoải mái, nó để con của chúng ta có thể vui chơi được. Và thực tế là cái việc chọn cái thời điểm mà đi du lịch trước khi con 6 tháng tuổi, nó còn có một cái nhàn, đó là em bé chỉ bú mẹ thôi, hoặc là bú sữa công thức thôi. Chúng ta không phải lịch kịch mang theo rất nhiều loại đồ ăn cho con đấy, nó còn dễ hơn. Còn nếu mà những cái gia đình mà mẹ chưa tự tin với cái vấn đề cho con đi du lịch, mẹ lo lắng, thì các bạn có thể lùi lại thời điểm 6 tháng, 7 tháng, khi mà con của chúng ta ngồi vững rồi đấy, chúng ta bắt đầu cho con đi, hoặc là bắt đầu ăn dặm tốt rồi. Tức là đừng đi vào cái thời điểm mà con vừa mới bắt đầu ăn dặm, nó chưa quen, nó chưa ok được. Nó sẽ làm cho con khó thích ứng với cái việc ăn uống. Một là sẽ đi trước hẳn cái thời kỳ ăn dặm, hai là phải đi khoảng sau khoảng 1-2 tháng ăn dặm, khi con cái việc ăn dặm của con nó tốt rồi. Đó thì chúng ta có thể bắt đầu cho con đi. Hoàn toàn có thể chọn bất cứ thời điểm nào để nó có cái sự phù hợp. Không phải là cứ đợi con lớn hẳn lên mới đi được. Về chuẩn bị thì ngoài những cái vật dụng như là quần áo, các thứ các bạn mang theo thì mình không nói đến nữa. Mình chú ý những cái vấn đề để bảo vệ về mặt sức khỏe. Thứ nhất là các bạn phải sử dụng mũ rộng vành chống nắng cho con. Thứ hai là kính. Thứ ba đó là kem chống nắng. Kem chống nắng rất rất cần cho em bé, đặc biệt mùa này là đi du lịch vùng biển, đi tắm biển. Các bạn phải bôi kem chống nắng cho con, dạng bôi hay dạng xịt trước 15 đến 20 phút trước khi ra ngoài. Và cứ sau khoảng 30 phút các bạn lại phải bôi lại kem chống nắng cho con một lần, để đảm bảo là bảo vệ cái làn da non nớt của con. Da của em bé nó còn dễ bị tổn thương hơn so với da của người lớn. Nó mỏng manh hơn, nó dễ bị tác động của ánh sáng mặt trời hơn. Các cái loại thuốc cần chuẩn bị nữa cho con, đó là thuốc hạ sốt này, thuốc tiêu chảy này, các cái loại siro ho cảm này, thuốc xịt mũi nhỏ mũi này, đến thuốc sát trùng và các cái băng gạc Ugo để băng những cái vết thương nhỏ lúc chảy xước, lúc chơi đùa của con. Cuối cùng đó là cái chai xịt chống côn trùng, xịt muỗi đấy, và cái thuốc bôi. Đấy là những cái thứ mà các bạn sẽ, ít nhất là các bạn sẽ cần mang bằng đầy thứ đi cho con để đảm bảo. Còn một cái này thì cũng có thể mang nữa, nó làm chai xịt bỏng. Những cái bỏng, những cái tổn thương bỏng mà khi mà có cái chai xịt để cấp cứu kịp thời ngay thì cái nó sẽ giảm tổn thương đi rất nhiều cho em bé. Đấy là kịch sẽ phải mang theo bằng cái thứ, bởi vì không phải lúc nào đến cái chỗ mà chúng ta du lịch chúng ta cũng mua được, mà là không thuận tiện. Đặc biệt có hai thứ đó là kem trị bỏng và kem bôi muỗi đốt côn trùng cắn ý. Những cái đấy chúng ta càng bôi được sớm bao nhiêu, khi phát hiện con có tổn thương trên da bấy nhiêu thì nó càng nhanh khỏi, nên phải luôn luôn mang theo. Về đồ ăn mang theo cho con thì như thế nào? Chúng ta sẽ thực tế bây giờ thì các khách sạn nó vẫn có thêm cái thực đơn đồ ăn cho trẻ em, đó là các cái loại cháo, nên chúng ta sẽ chủ động mang thêm, như là
các cái loại hoa quả nghiền đóng hộp sẵn của em bé, các cái loại bột ăn liền có thể pha với nước ấm, mì tôm của trẻ em, và bánh ăn dặm của trẻ em, rồi các cái loại cháo ăn liền của trẻ em. Tức là trong cái khoảng thời gian du lịch đấy là chúng ta sẽ mang thêm một số cái đồ dùng như vậy, mang thêm một số các loại đồ ăn như vậy cho em bé. Cuối cùng nó là một cái ba lô nhỏ, chúng ta chuẩn bị mang theo những cái đồ mà hay dùng nhất cho con. Nên các bạn đừng tống tất cả mọi thứ của con vào một cái túi to, phải có một cái túi riêng cho em bé. Trong đấy sẽ có là một bộ quần áo tã để thay, giấy ướt, đồ món đồ chơi nhỏ của con và một chút đồ ăn vặt của con nữa. Thì nó sẽ thuận tiện trong cái quá trình di chuyển, ví dụ như các bạn đi xe công cộng, các bạn đi máy bay. Còn tất nhiên đi xe riêng thì nó sẽ dễ dàng hơn trong việc chuẩn bị những cái đồ dùng này rồi. Đó là những cái chung chung nhất, cơ bản nhất liên quan đến cái vấn đề đưa con đi du lịch. Còn những cái câu hỏi nào hoặc cần trả lời chi tiết hơn thì trong quá trình tư vấn cho các bạn này mình sẽ trả lời thêm. Rồi ạ, chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là phần trả lời trực tiếp câu hỏi của các bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên của bạn Thái Yến. Chào bác sĩ, trẻ 8 tháng được 7 cân 3, lúc sinh 3 cân 3 như vậy có nhẹ cân không? 3 cân 3 này như vậy thì lúc 5 tháng nó sẽ phải được là 6 cân 8. 6 cân 8 này, 6, 7, 8. Tính 8 tháng 7 cân 3 thì không quá ít cân, nhưng mà so với cái cân nặng lúc sinh mà em bé 3 cân 3 này thì nó tăng hơi chậm. Để giai đoạn sau này có vẻ tăng hơi chậm. Bạn Phạm Oanh, chào bác sĩ, bé nhà mình 8 tháng, khi nào bổ sung canxi cho bé? Nó không có cái mốc thời gian trực tiếp liên quan đến cái việc bổ sung canxi, mà cái canxi này có bổ sung hay không nó liên quan đến cái tình trạng cụ thể của từng em bé các bạn nhé. Hoặc là không có phải là mấy tháng hay mấy tháng là chúng ta phải bổ sung đâu ạ, không có cái này. Bạn Huỳnh Ngọc Diên, bác sĩ ơi, bé mình 12 tháng mình ăn hai cự cháo được không? 12 tháng là chúng ta bắt đầu lên sắp xếp và tăng thành 3 bữa và phải làm quen với đồ ăn thô. Thông thường sẽ là buổi sáng các bạn có thể cho con ăn cháo, bún, miến, phở, và buổi trưa, buổi chiều nên ăn cơm. Bạn Lê Hoàng, bé em, mình 11 tháng, mấy ngày nay bé uống sữa cứ bị nôn ra không suốt, hơi âm ấm có đờm. Khả năng rất cao là em bé của bạn bị viêm họng rồi. Bị viêm họng. Không phải cái viêm họng nào của em bé nó cũng gây sốt đùng đùng, gây khó chịu, gây ho gì nhiều đâu. Có em bé nó chỉ sưng đỏ cái vùng họng nên nó không ho, không khó chịu, không sốt quá nhiều. Nhưng nó tăng kích ứng của vùng cổ họng và làm dễ em bé dễ bị nôn trớ hơn. Thì bạn có thể đưa em bé đi thăm khám kiểm tra để bác sĩ soi họng, xem cái này nó liên quan đến virus hay vi khuẩn nhiều để có cái lịch dùng thuốc đằng sau, xem cần dùng kháng sinh hay không. Còn bạn có thể dùng các cái thuốc bổ trợ, đó là các cái siro thảo dược và các cái chai xịt họng để vệ sinh cho em bé, để làm giảm cái kích ứng, cái khó chịu ở họng thì nó giảm cái tình trạng nôn của con đi.